Hello, xin chào mọi người quay trở lại kênh của Thành Lê USA nha. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 ở tại thành phố Houston của tiểu bang Texas xinh đẹp. Với nhiệt độ ấm áp bên ngoài là có 90 độ. Chính xác là có 88 độ thôi, nhưng mà 90 thì cũng cỡ đó. Và hôm nay là ngày thứ 226 cuộc chiến bên Ukraine. Và hôm nay tụi Nga nó thua đau nữa, thua rất là đau luôn. Một lát trong video mọi người sẽ được thấy tụi Nga nó thua đau như thế nào. Nhưng mà trước khi mình đi sâu vào câu chuyện thì cho mình xin 1-2 phút quảng cáo bản thân. Thì em Thành Lê USA ngoài cái việc là YouTuber ra còn có một công việc chính khác nữa, đó là một Realtor tiểu bang Texas. Các cô chú anh chị nào có nhu cầu mua nhà, bán nhà, tìm hiểu gì nhà, hoặc là mọi người biết ai mà thân quen cô chú họ hàng bà con xa láng giềng gần gì đó, có nhu cầu mua nhà, bán nhà, muốn dọn nhà về Texas, muốn nhà mắc nhà rẻ gì đó, có thể gọi cho mình ở số điện thoại là 860 7900641. Không mua liền có không sao hết, không mua liền có không sao, quan trọng là trong tương lai có mua là nhớ tới bản mặt mình là được rồi. Ok, bây giờ mọi người vì một lý do nào đó mọi người chưa mua, khoan mua hay là không thích mua, bây giờ không sao hết, quan trọng là khi nào mọi người mua, và đặc biệt mua nhà ở khu vực Houston cũng như các thành phố lân cận mà ở tiểu bang Texas này nè, mọi người chỉ cần nhớ là wow, có cái em đó tên là Thành Lê, em ấy chuyên thời sự tin tức trong và ngoài nước, ha, em ấy cũng là một realtor luôn, ha, mọi người chỉ cần nhắc số điện thoại lên nhắn tin hay gì đó, gọi em Thành Lê 860 7900641, ha, để được coi như là trả lời những câu hỏi mà coi như là hoàn toàn miễn phí và chân thật nhất. Cái quan trọng là nằm chỗ đó là hoàn toàn miễn phí, mọi người không cần phải lo tốn tiền, không cần phải lo lừa đảo, tại vì mọi người cũng biết rồi đó, gần đây tiểu bang Texas có rất là nhiều vụ mà coi như người Việt Nam lừa đảo những người Việt Nam khác bị phanh phui ra. Không, thành ra mình muốn chia sẻ cho mọi người là gì? Mọi người có thể yên tâm làm việc với mình, không? Mọi người không cần phải lo tốn tiền, không cần phải lo bị lừa đảo, nói chung không cần phải lo gì hết á. Có thể hoàn toàn yên tâm 100% luôn. Nhưng mà cái quan trọng là khi nào mà mọi người mua nhớ tới mình, cái đó là cái quan trọng nhất. Không? Đừng nhớ tới ai khác đó, chỉ cần nhớ tới em Thành Lê là một realtor tiểu bang Texas. Cái đó là cái quan trọng nhất. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặm nhấm cái nỗi đau của tụi Nga ở bên Ukraine nha. Thì hôm nay là ngày 226 cuộc chiến bên Ukraine. Thì hôm nay nó còn có cái ngày mà tụi Nga nó rất là tôn sùng nữa, đó là ngày gọi là ngày sinh nhật của anh Putin. Năm nay anh vừa tròn 70 tuổi. Công nhận mấy ác sống dai thiệt. Thì anh Putin năm nay vừa tròn 70 tuổi á, nhưng mà năm nay tụi Nga nó lại không ăn mừng. Anh Putin cao thông cáo là anh không có ăn mừng, tại vì anh thừa biết quân đội cùi bắp Nga của anh ở bên Ukraine coi như bị thua banh xác. Và thứ hai đó là dân Nga hiện giờ là dân nộ, dân thiên nộ dân quán, thành ra là anh muốn coi như là không có muốn làm cho nó gùm beng hết để mà tránh là kinh động lòng dân đó. Mọi người thấy trong cái tình huống này, người ta gọi xưa nay á, những truyền thông thân Nga người ta khen Nga là khen Putin là gì, là tổng thống Nga có như có mấy chục năm kinh nghiệm, phải không? Trong cái tình huống này chúng ta phải nên gọi chính xác hơn là gì, cáo già Putin có mấy chục năm kinh nghiệm. Mọi người nghĩ xem, bình thường là coi như sinh nhật Putin là bên nước Nga tính ra giống như một cái ngày lễ luôn á, cái ngày mà coi như là đại lễ của tụi Nga luôn đó. Nhưng mà năm nay là coi như tụi Nga nó biết nó Putin cũng như là cái chính quyền Nga của anh, tụi gấu Nga nói chung nó biết nó vào cái thế, nó coi như là nó bị dồn vô tới chân tường luôn rồi. Thành ra là nó tạm thời nó coi như là nó không muốn thiên nộ dân quán, bởi vì nó bớt cái mỏ nó lại, nó không ăn mừng năm nay. Và hôm nay đó là coi như tụi Nga nó sắp cán mốc 62.000 lính Nga bị tử trận ở bên Ukraine nha mọi người. 62.000 lính Nga. Đây. 62.000 là một con số rất là đẹp. Dĩ nhiên là gì? Các truyền thông thân Nga, các fan của Nga họ sẽ không đồng ý nữa. Nhưng mà cái sự thật là gì? Nếu mà Nga nó không bị thiệt hại 62.000 quân Nga chết, có một trăm mấy chục ngàn quân Nga bị thương, thì mắc cái mớ gì mà nó đánh hoài nó đánh không thắng. Mắc cái mớ gì mà nó phải tổng động viên, trong khi cái mục đích duy nhất của các quốc gia trên thế giới là gì? Người ta tránh tổng động viên, tại vì tổng động viên sẽ làm cho dân chúng người ta hoang mang, nổi loạn, hoảng sợ, coi như là nó khủng hoảng luôn, đúng không? Còn này nước Nga, mà nước Nga nó đang làm gì? Nó đang xâm lược Ukraine. Và cái chính quyền của anh Putin cùi bắp đại hiệp xưa nay hô hào gì? Chiến dịch quân sự đặc biệt,
Ủa chiến dịch quân sự đặc biệt gì đánh đấm hay quá mà bây giờ là coi như là xa lầy tới mức mà tổng động viên và cũng không biết ngày kết thúc luôn. À, mọi người cũng biết cái này á, cái này là một thêm cái yếu tố này nè. Xưa nay mọi người khi mà nghe các truyền thông thân Nga là lúc nào họ cũng đăng một cái bài tin với một cái tiêu đề na ná nhau là gì? Nga nêu điều kiện đàm phán với Ukraine hoặc là cái gì nè. À, Tổng thống Putin chưa nói chưa tới lúc đàm phán với Ukraine. Đó, cái kiểu lúc nào nó cũng na ná như vậy đó. Trước tiên đó là một cái câu nịnh bợ, nịnh hót vô cùng siêu cấp vô địch. Tại vì chúng ta thừa biết là cách đây từ ngày đầu cuộc chiến tới bây giờ 8 tháng qua là Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng như chính quyền Ukraine là người ta tuyên bố là gì? Không đàm phán với tụi Nga phí thời gian lắm. Và gần đây nữa anh Zelensky chơi lớn hơn nữa là gì? Khi nào mà Nga nó coi như thay đổi thể chế, thay đổi tổng thống, dẹp nguyên cái bộ máy chính quyền hiện giờ của nó đi, rồi khi đó nói chuyện. Với điều kiện là khi đó Ukraine cũng phải lấy lại hết đất nữa. Nói cách khác là tụi Nga nó không còn cái đường nào để mà nó lui nữa hết. Bây giờ là một là nó thắng, hai là nó bị thua thôi. Không không có đàm phán gì đây hết. Thì dĩ nhiên khi nói tới điều đó, thì hiện giờ là coi như là coi như, đâu cái bản đồ của mình cho em soi. Hiện giờ là có cỡ 15.000 quân Nga đang bị bao vây nha mọi người. Đó, dĩ nhiên khả năng cao là 15.000 thằng đó nó sẽ bị lên gì đó, ở cái khu vực mặt trận ở phía Nam. Đó, kể như đó, là tụi Nga nó bị bao vây ở đây nè. Đây nè, đó, nó bị bao vây ở đây nè. Thì đây nè, cái này là cái bản đồ mà coi như là mấy ngày gì trước rồi. Đó, cái bản đồ này nó cũ rồi. Kể như là cái bản đồ hiện giờ á, là Ukraine người ta đã chiếm lại được cái phần này không nói đi, nhưng mà ở dưới đây nè, dưới đây là Ukraine, lực lượng của Ukraine đã khoét một cái lỗ rất sâu ở đây nè, ở chỗ khúc mà cái ngón tay mình đang di chuyển nè đó. Và cái trong cái lõm này á, thì còn sót lại có 15.000 quân Nga, 15.000 thằng lính Nga nó đang bị kẹt ở đây. Dĩ nhiên là xung quanh đó mọi người thấy không, Ukraine và dĩ nhiên bên phía này Ukraine khoét sâu nữa, là nếu mà Ukraine ta xuống tới đây luôn á là coi như nó bị bao vây ở ba bên này ha, còn phía nam của nó là nguyên con sông Chà Bá, như vậy nó đừng có mơ mà tụi nó có thể lội sông được, ngoại trừ tụi nó là cá mập hay sao đó. Mọi người đó là cái thông tin mới nhất hiện giờ nha mọi người. Và cái số này á là cái số mà coi như là hồi mấy ngày trước mình ghi thôi. Hiện giờ á ở ghi cái mặt trận ở phía nam ở tại Kherson, ở tại Kherson á, thì coi như Ukraine người ta đã giải phóng được. À, đó. Cái bản đồ này bản đồ Ukraine. Nè mọi người thấy cái lõm vô mà mình diễn tả không? Lực lượng Ukraine nó khoét sâu tới dưới mí này rồi, chỉ còn một tí xíu nữa thôi là sẽ cắt đứt, sẽ bao vây lực lượng của Nga ở đây nè. Đó, 15.000 thằng lính Nga nó đang kẹt ở đây. Và diễn như bên đây thêm mớ nữa. Và hiện giờ á, bên phía Ukraine ta thông báo là đã chiếm lại được 2.500 cây số vuông ở trong cái tỉnh Kherson này rồi. Nếu mà như vậy mà cũng chưa nữa đó, thì mọi người chúng ta nên nhớ là cách đây mấy ngày trước, hồi đầu tuần hay gì đó, là chính quyền Nga lúc đó là coi như là anh Putin nó đứng trên sân khấu, anh chắc ảnh mơ làm ca sĩ hay sao, anh đứng trên sân khấu anh khen tặng là coi như là bốn vùng của Ukraine, bốn tỉnh là gì nè, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia với tỉnh Kherson này đã trở về đất mẹ Nga, và những người dân ở trong đây là sẽ có quốc tịch Nga mãi mãi. Mấy người dân ở trong đây nếu mà người nào dân thường chắc họ lại luôn, không dám nhận quốc tịch Nga đâu. Ha. Và dĩ nhiên sau đó là tụi Nga, chính quyền Nga, Putin nào là xong rồi tên ngoại trưởng Nga tức là tên Lavrov, xong rồi người phát ngôn của Nga tức là Dmitry Peskov đều lên tiếng là Nga sẽ dùng mọi biện pháp cho mọi người, bao gồm cả bom nguyên tử để mà bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. À đô. Xong dĩ nhiên sau đó bị tụi nó bị thua lại cái thành phố gọi là Lyman. Ha, tụi Nga nó bị thua thành phố Lyman. Lyman gì đó ở trên này. À, và cái thành phố này nó khá trọng yếu nghe, tại vì nó thành phố trung chuyển ở khu vực phía Bắc. Ok. Còn phía Nam này á thì tính tới bây giờ thành phố trọng yếu khác là Kherson á là coi như Ukraine ta chiếm lại được 2.500 km vuông. Và người ta cũng đã bao vây từ từ rồi. Thấy không? Và dĩ nhiên tụi Nga nó cũng không có động tĩnh gì hết. Tại vì cái idea là gì? Tụi Nga nó rất thích thăm dò.
Bây giờ như mình đã nói rồi, tụi Nga nó hết đường, nó binh rồi, nó có giỏi á, thì nó chơi bom nguyên tử đi. Nhưng mà ngay cả trong chơi trường hợp mà tụi Nga nó chơi bom nguyên tử đi nữa, thì mọi người xem cái mặt trận, cái mặt trận nó chà bá như vậy phải luyện bao nhiêu trái bom nguyên tử mới sể. Không, còn nếu mà tụi Nga mà nó luyện tầm bậy thì cái đó là coi như là chiến tranh leo thang, người trở thành lôi Mỹ cho vô, thì cái đó diệt vong luôn nước Nga luôn. Anh Putin chắc ảnh cái lúc đó không có cơ hội ăn sinh nhật lần thứ 71 đâu đó. Mà thấy không, thành ra là gì, nó rất là khó cho tụi Nga. Tụi Nga nó tự nó dồn vô thấy khó. Còn nếu mà đánh mà kiểu mà đánh quân mà chính quy như bây giờ, tụi Nga nó không có cửa. Tụi Nga nó không có, mỗi một ngày là Ukraine ta giải phóng ít nhất cũng phải vài chục cái số vuông, cho tới coi như là vài trăm cái số vuông một ngày, thì nguyên cái lõm này á, dĩ nhiên là chờ từ coi như là vài tháng hay tràn qua năm sau, từ từ người ta cũng chiếm lại hết thôi. Cái đó là chuyện of course, với cái tình hình bây giờ cái đó là điều chắc chắn này. Dĩ nhiên là gì, các truyền thông thân Nga, các fan của Nga họ sẽ nói gì nè, trời ơi đó nghe, mình thích nhất cái câu mà của các fan của Nga, các truyền thông thân Nga cũng như là các người mà mến mộ Nga họ nói gì nè. Trời ơi, Nga thua hay quá, Nga thua hay quá, Nga thua mà Nga chiếm được 4 vùng của Ukraine, chiếm được 15% diện tích của Ukraine, Nga thua quá hay đi. Trước tiên những cái câu đó đó, họ thể hiện cái sự gọi là vô cùng kém hiểu biết, vô cùng kém hiểu biết. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện mà Nga nó kết nạp 4 vùng của Ukraine, hay cái chuyện mà Nga nó chiếm 15% diện tích của Ukraine là cái chuyện trên giấy. Trên giấy, mọi người nghĩ xem, Nga nó tuyên bố nó chiếm 4 vùng của Ukraine, nó kết nạp 15% diện tích Ukraine đúng không? Rồi Quốc hội Nga thông qua, rồi Putin ký bút đồ văn bản đồ tùm lum hết. Nhưng mà cái gì? Đó là của chuyện mà của ông cố tổ tôi nghe. Thế giới ai công nhận? Ukraine có công nhận không? Liên Hợp Quốc có công nhận không? Mỹ Châu có công nhận không? Cũng không. Còn cái vùng này là cái vùng chiến sự, đấu tranh Nga nào mà nó dám bén mảng tới đây, mọi người xem. Hiện giờ là gì? Nước Nga có cả triệu mấy người dân Nga bỏ chạy, mấy trăm ngàn lính Nga chuẩn bị đưa ra đây để mà gọi là cho bên phía Ukraine ta xử bắn nè. Cái vùng này là cái vùng chiến sự, và mỗi một ngày Ukraine ta chiếm lại được mớ, giống như con cá mà nó ghĩa cục thịt vậy đó, mọi ngày nó ghĩa mớ. Thành ra là gì, từ đây cho tới ngày mà khi nào mà chiến tranh nó kết thúc á, tụi Nga nó đâu có giữ được cái nhiêu đây. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó gì, hiện giờ các truyền thông thân Nga, các fan của Nga đều họ không hiểu một mấu chốt quan trọng, hoặc là họ không dám nói gì đó. Cuộc chiến Ukraine này nó mới là ngày thứ 226 hà, và bây giờ anh Putin ảnh cũng không biết ngày nào nó kết thúc luôn, tại vì anh Zelensky không công nhận ảnh là tổng thống của nước Nga. Tại vì mọi người cũng biết rồi đó, phía Ukraine, tổng thống Zelensky của Ukraine nói là gì, khi nào mà Nga nó có nguyên cái thể chế mới, nguyên thể chế mới nghe mọi người. Tại vì nói cách khác có nghĩa là bây giờ thế giới người ta không công nhận Nga là một nước mà hậu Liên Xô cũ nữa. Bây giờ là Nga nó phát xít đi chang như là phát xít Đức vậy đó. Và nó cũng chỉ là Liên Xô mà phiên bản tiếng Nga thôi, chứ nó không có khác gì Liên Xô hết đâu. Thành ra là gì, anh Zelensky anh mới bẻ mặt anh Putin, anh nói là khi nào mà Ukraine chiếm lại hết đất, để khi nào mà Nga nó có nguyên thể chế mới, nguyên hệ thống chính phủ mới đi, rồi khi đó là hai bên ban giao trở lại. Mọi người thấy không? Cái câu đó là trước tiên là giống như một cái tát vào mặt Putin vậy đó. Không công nhận Putin là tổng thống Nga, không công nhận chính quyền của Nga hiện giờ là chính quyền của Nga, không công nhận nước Nga là một nước Nga. Mọi người thấy Zelensky ta chơi dở không? Và dĩ nhiên cái đó là cái mấu chốt thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì, cuộc chiến này mới là ngày thứ 226 thôi, và nó còn kéo dài hoài. Không? Dĩ nhiên là các truyền thông thân Nga, các nước thân Nga, các fan của Nga lúc nào, hoặc là bản thân nước Nga lúc nào cũng nói là phải kêu gọi là các bên phải nên đàm phán hòa bình, phải nên dùng biện pháp ngoại giao để mà gọi là chấm dứt cuộc chiến. Bằng cách nào? Trước tiên á, tụi Nga với anh Putin á, cứ khăng khăng là gì, cướp một phần lãnh thổ của Ukraine. Dĩ nhiên là tụi nó càng nuôi mộng lớn là nó muốn xóa sổ Ukraine luôn, dĩ nhiên nó không có năng lực đó. Thành ra bây giờ nó rút ngắn mục tiêu nó xuống là muốn cướp phần đất này của Ukraine.
Vậy thì mọi người nghĩ xem, tụi Nga nó phát xít, nó khủng bố, nó đe dọa thế giới bằng bom tử của nó. À, nó muốn xóa sổ Ukraine, nó muốn khống chế 20% lượng lương thực trên thế giới. Vậy thì mọi người nghĩ xem, Ukraine nói chung và thế giới nói chung có gì để nói chuyện với tụi Nga đây? Có cái biện pháp gì mà để nói chuyện tụi Nga đây? Thí dụ hai bên ngoại giao với nhau đi rồi đàm phán kiểu gì bây giờ? Đàm phán cái điều kiện đàm phán là như thế nào? Không lẽ là coi như cho tụi Nga cái phần đất này để cho lần sau nó chơi chiêu bài mới nữa, tức là nó xâm lược nước khác hoặc là nó xâm lược nước nào đó rồi nó tiếp tục là nó trưng cầu dân ý tào lao của nó rồi kết nạp rồi đem bom nguyên tử ra dọn nữa hả? Không, đây như mình đã nói rồi, đây là cơ hội tốt nhất trong lịch sử luôn để mà coi như thế giới mà coi như là dẹp tụi Nga qua một bên. Sau cuộc chiến Ukraine này, tụi Nga nó sẽ không bao giờ có cơ hội để mà đe dọa bên châu Âu nữa, tại vì nó bị tổn thất quá trời nặng nề rồi. Và thứ hai nữa là gì? Cái bộ mặt gấu giấy của nó trong tương lai cũng không thể nào mà hù ai được nữa hết á. Thành ra đây là cái cơ hội tốt nhất luôn. Đặc biệt là gì? Không cần phải tốn một binh một chốt nào của Mỹ châu mà đánh đấm gì nghe hết, chỉ cần cho Ukraine ta vũ khí là Ukraine tự làm việc tụi Nga, tự tự giải quyết tụi Nga một cách êm đẹp rồi. Đúng không? Cái idea là gì? Không có gì để mà nói chuyện tụi Nga hết á. Nói chuyện gì bây giờ đây? Chỉ có nước là mài đồ chơi ra nói chuyện tụi nó thôi chứ nói chuyện gì bây giờ? Mọi người xem Ukraine có gì để nói với tụi Nga bây giờ? Trong khi cái Ukraine ta nói với rất lâu rồi, tụi Nga chỉ cần đơn giản là gì? Nó muốn Ukraine, tụi Nga nó muốn đàm phán đúng không? Nó muốn chấm dứt chiến tranh đúng chưa? Thì để việc đơn giản nó làm là gì? Kêu anh Putin rút quân đi, rút quân trả hết đất đai lại cho Ukraine, trả luôn Crimea luôn, là tự nhiên thế giới hòa bình, đâu có gì đâu phải chiến nữa. Mọi người thấy đơn giản không? Nhưng mà vậy tụi Nga nó muốn cướp, nó là quân ăn cướp, cái đám Russia này nó là quân ăn cướp, nó muốn cướp rồi mọi người nghĩ xem có gì để nói với nó, ngoại trừ đập nó ra chứ nó có gì để nói với nó đây? Đó. Nhưng dĩ nhiên các truyền thông mà thân Nga, các fan của Nga, các nơi nào mà thích Nga là họ đâu có dám nói cái điều đó. Đời nào mà họ dám nói Nga là quân ăn cướp. Dĩ nhiên là gì? Thành ra là gì? Tụi Nga cuộc chiến này nó còn kéo dài cho tới là coi như qua năm sau luôn. Tại vì bây giờ chỉ là chờ bên phía Ukraine ta đánh từ từ ta chiếm lại thôi, chứ Nga nó đã không còn năng lực để mà nó chiếm thêm nữa rồi. Cái đó là cái điều chắc chắn cả thế giới người ta thấy được rồi đó. Thành ra là gì? Không có chuyện mà tụi Nga nó kết nạp 15% diện tích của Ukraine, hay là nó kết nạp thành công, hay là nó chiếm 4 vùng của Ukraine. Không hề có chuyện đó. Nó kết nạp trên giấy á. Mà nếu mà tụi Nga nó kết nạp trên giấy á, thì mọi người xem, nó muốn kết nạp cả thế giới còn được, nó muốn nói nước Mỹ là của nó cũng được nữa. Vấn đề là gì? Nó có thực lực đó hay không? Tụi Nga nó kết nạp 4 vùng này phải không? Kết nạp 15% diện tích đất của Ukraine đúng chưa? Nhưng mà tụi Nga nó có đủ lực lượng để mà nó giữ cái phần mà tụi nó ăn cướp được này không? Đến khi ngày cuối cùng của cuộc chiến thì tụi Nga nó còn chiếm được bao nhiêu nữa? Khả năng cao lúc đó tụi Nga chắc còn chiếm được cái phần nhỏ nhỏ dưới bán đảo Crimea này thôi. Mà cũng chưa chắc nữa, chưa chắc nữa. Và cái ngày đó là cái ngày nào thì bây giờ cả thế giới không ai biết hết. Tại đơn giản anh Putin anh lì, anh Putin rất lì luôn á. Không, anh không chịu rút quân. Mặc dù quân đội anh banh xác nhưng anh không chịu rút quân ha, anh vẫn là coi như là anh giữ mặt mũi, mặc dù Putin nói ra là người đàn ông mà không có mặt mũi nhất thế giới luôn á. Không, nhưng mà cái đó cũng không quan trọng, nó quan trọng là gì? Đã đập tụi nó, đây là cơ hội tốt nhất luôn để đánh bại tụi Nga mà không cần phải tốn một binh một chốt nào của Mỹ hết. Đây á, ngoại trừ cái việc đó đúng không? Thì á, tới mùa đông này nè, cái số lượng thương vong của lính Nga nó còn nhiều hơn nữa. Khả năng cao là tới mùa đông này tụi Nga nó sẽ chết cỡ 1.000 thằng một ngày. 1.000 thằng lính Nga một ngày. Dĩ nhiên là gì? Trong trường hợp này có rất nhiều fan của Nga, các truyền thông thân Nga lại không tin nữa. Tại sao họ lại không tin? Dĩ nhiên là họ không tin. Thứ nhất là tại vì trong mắt họ Nga là siêu cấp vô địch, Đông phương bất bại. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói cho mọi người thấy nè. Hiện giờ số lượng thương vong của Nga là cỡ 400-500 thằng một ngày. Số lượng lính Nga chết, cái Nga thương vong lên tới cả 1.000 thằng một ngày. Cái đó là hiện giờ, cái đó là trong vòng mấy tháng qua, là chúng ta đang nói trong vòng mấy tháng qua là Nga nó còn lính mà coi như là lính bộ binh của nó được huấn luyện đó nha.
sắp tới đây cái đám mà tân binh của Nga đó nó không được huấn luyện đàng hoàng, nó không được trang bị đàng hoàng, tại vì tụi Nga nó đã kiệt quệ rồi, vũ khí của Nga bây giờ chỉ còn là vũ khí Liên Xô cũ. Liên Xô mà Liên Xô nó sụp đổ cách đây là 30 mấy năm về trước, tức là vũ khí mà mới nhất của thời Liên Xô nó cũng đã có 40 năm tuổi rồi. Thì mọi người tưởng tượng thôi, mọi người cộng các yếu tố lại xem, nào là vũ khí cũ, binh lính coi như là không được huấn luyện đàng hoàng, sĩ khí kém, tinh thần chiến đấu kém, thì nó ra cái giống gì nữa. Tụi nó sẽ bị qua đưa qua Ukraine thì tụi nó sẽ được coi làm bia để cho bên phía Ukraine tập bắn. Tại vì như mọi người cũng đã biết, tụi Nga nó đã huy động xong, tụi nó đã bắt nghĩa vụ xong 300.000 thằng Nga đi lính rồi đó, ha không? Dĩ nhiên 300.000 thằng đó chắc chạy không được, bởi vậy mới bị bắt. Nhưng mà gì? Không được huấn luyện đàng hoàng là cái chắc. Tại vì nay mai tụi nó đã được bắt đầu được đưa ra chiến trường, chứ khỏi cần chờ tới nay mai nữa. Nhưng mình đã nói rồi, mỗi một ngày tụi Nga nó thiệt hại là cỡ một tiểu đoàn một ngày, thì nó không bao giờ mà có thời gian để mà nó huấn luyện cái gì hết đó. Mọi người nghĩ xem, các cô chú anh chị nào mà đi lính hay có nghiên cứu gì cho anh, mọi người nghĩ xem, để huấn luyện một thằng mà lính bộ binh thôi, để huấn luyện một người lính bộ binh thì phải tốn bao nhiêu, là ít nhất ở nhà cũng phải 4-5 tháng trời để mà huấn luyện. Không phải chỉ là bắn, cầm cái súng tập bắn gì mà phải tác chiến, xử lý tình huống, rồi coi như là rèn luyện thể lực, không rồi là huấn luyện đủ thứ trên đời hết. Tụi Nga nó làm gì có thời gian đó. Cái đó là mình đang nói tới chuyện mà của tháng 10 năm 2022 nha. Sắp tới đây, cỡ qua tháng sau thôi, là bên phía Ukraine ở mấy cái vùng này nó cực kỳ lạnh luôn. Tại vì nó đồng trống mà mọi người cũng biết rồi đó. Mọi cô chú anh chị nào mà ở mấy cái tiểu bang phía Bắc, giống như lúc trước mình ở bên Connecticut đó, mọi người lựa cái chợ ga công viên mà cái sân đá banh nào đó, nó trống trải đó, mọi người lựa một cái ngày mà coi như trời lạnh đó, không cần phải lạnh lắm nhưng mà bữa nào có gió thôi, trời mọi người đứng đó chừng nào 10 phút thôi là mọi người chịu hết nổi, nó lạnh thấu xương luôn. Mà mọi người nghĩ xem, đánh giặc á thì dĩ nhiên phải mùa đông cũng phải đánh luôn chứ không lẽ mùa đông không đánh. Đúng không? Thành ra là gì, tụi Nga nó phải chơi luôn mùa đông. Vấn đề là gì, nhưng mọi người đã biết là lính Nga đâu có được trang bị đàng hoàng mà cộng với mùa đông nữa. Tức là nếu mà nó không bị làm bia tập bắn để cho Ukraine ta tiêu diệt nó, thì tụi nó cũng sẽ bị lạnh chết. Cái đó đều chắc chắn này. Tại vì tụi Nga nó đâu phải là Đông Phương bất bại. Mọi người biết không? Nó đâu phải là Đông Phương bất bại. Tụi Nga là gì? Tụi nó là mình đồng xương thịt. Cái gì nè? Nó cũng là bằng xương bằng thịt. Tụi Nga nó cũng là bằng xương bằng thịt. Thì nó chịu lạnh hay cái nào? Mình cho nó chịu lạnh hay luôn đó. Không lẽ nó trời mùa đông nó không mặc áo lạnh, đúng không? Không lẽ mùa đông nó không mặc áo lạnh là ném gì nó là siêu nhân vậy chứ, nó đâu còn là Nga nữa. Thành ra khi mà mùa đông tới, tụi Nga nó sẽ còn chết nhiều nữa. Và dĩ nhiên mùa đông nó sẽ tới, tại vì bây giờ tháng 10 rồi, qua hết tháng 10 là coi như bắt đầu lạnh rồi. Chính xác là bây giờ bên vùng này đã bắt đầu lạnh rồi. Thành ra gì? Các fan của Nga và các truyền thông thân Nga, dĩ nhiên là gì? Họ hãy nên chuẩn bị đốt pháo ăn mừng, tại vì sao? Khi mùa đông đến, Nga nó sẽ bị thương vong. Ít nhất ở nhà một ngày nó cũng phải cỡ 1.000 thằng lính Nga bị chết. Nếu không bị chết vì súng đạn là tụi nó cũng sẽ chết vì lạnh. Đó, thành ra là không hề có chuyện mà Nga nó chiếm được 4 vùng của Ukraine hay là nó chiếm được 15% diện tích đất Ukraine ở đây. Đó là những chuyện trên giấy. Mà trên giấy thì tụi Nga nó muốn kết nạp cả thế giới còn được chứ đừng nói gì. Tụi Nga nói bây giờ là coi như có quốc hội bù nhìn của Nga, cứ thông qua đại cái luật đi mà đưa ý kiến luôn, là thông qua đại cái luật là kết nạp Alaska hay là kết nạp Mỹ gì đó. Xong rồi anh Putin anh ký là ok, bây giờ Alaska tiểu bang thứ 50 của Mỹ là một phần của Nga đi. Cứ chơi mẹ vậy đi. Nhưng mà có được không? Trong trường hợp này mình đưa ý kiến luôn để cho các truyền thông thân Nga là các fan của Nga không cần cãi cọ nhiều chi cho mất công. Đó là khi nào mà Nga nó thắng Mỹ, với điều kiện chỉ cần Nga nó có thể đánh thắng được Mỹ thôi. Khi đó là mình với tư cách là người Mỹ, cũng như là mấy trăm triệu người Mỹ khác, cũng như là nguyên anh Biden, Nancy Pelosi đồ này kia, sẽ tặng luôn nước Mỹ cho tụi Nga luôn. Trời lớn vậy đó, trời đẹp vậy đó. Với điều kiện là Nga nó phải thắng Mỹ nha. Nếu mà Nga nó thua Mỹ là trên đời này không còn nước Nga nữa, ok. Trên đời này nước Nga nó sẽ bị xóa sổ. Nhưng mà nếu nó thắng Mỹ là Nga nó sẽ thắng cái giải mà coi như nó sẽ chiếm được cả nước Mỹ luôn. Đù, giải này lớn nha, ok.
Nếu mà như vậy mà cũng chưa nữa đó, thì hôm nay trong lúc mọi người xem cái video này thì có một cái tin mà chấn động nữa. Đó là tụi Nga nó vừa bị tiêu diệt hai chiếc máy bay chiến lược của nó là Tu-22. Đó, để mình ghi xuống nè. Tu-22M3. Máy bay chiến lược nha, cô chú anh chị Google là mọi người sẽ thấy. Mọi người Google là mọi người sẽ thấy Tu-22M3. Hai chiếc máy bay chiến lược của Nga này nó vừa bị tiêu diệt. Và cái cách nó bị tiêu diệt đúng là cái cách nó tào lao nhất hành tinh luôn. Đó là nó bị bên phía Ukraine, người ta lao máy bay điều khiển không người lái vào nó. Bởi vì mình khi mà nói với mọi người, khi mà chúng ta nói tới cuộc chiến Ukraine với Nga là chúng ta phải nên đốt pháo mừng luôn á. Tại vì nó mắc cười dữ lắm. Tụi Nga, cái thành tích tụi Nga nó nghe nó làm cho thế giới, nó giống như là anh Putin thật ra là anh không nên làm tổng thống. Mọi người biết anh phải làm, anh nên làm cái gì không? Anh phải nên làm một anh hề, anh phải nên là lên sân khấu đọc hề đọc thổi, làm hài đọc thổi hay gì đó. Chứ anh không nên làm tổng thống. Tại vì anh tối ngày anh cứ chọc cái thế giới người ta cười nghiêng cười ngã không à. Hai chiếc máy bay Tu-22 này á, nó không phải là máy bay tầm thường nha mọi người, nó là máy bay chiến lược, tức là máy bay mà không quân Nga dùng để chở bom nguyên tử trong trường hợp mà có chiến tranh hạt nhân. Tức là mọi người thấy được cái tầm quan trọng của nó như thế nào đối với nước Nga rồi đó. Thế mà nó lại bị hai chiếc máy bay không người lái của Ukraine điều khiển. Hai chiếc máy bay không người lái đó cao lắm, giá của nó là vài trăm ngàn đô, 1-2 triệu đô là hết chắc. Lao vào tiêu diệt nó. Thì trước tiên là gì? Nó nói với tụi Nga là, nó thể hiện tụi Nga là cùi bắp. Mà nó còn thể hiện vũ khí của tụi Nga là cùi bắp. Rồi nó thể hiện là cái cách tác chiến tụi Nga cũng cùi bắp luôn nữa. Tại vì mọi người xem, hai chiếc máy bay mà chiến lược này á, nó qua nó chở dùng để chở bom tử thì nó phải đậu ở một cái căn cứ quân sự nào đó, phải được bảo mật đúng không, phải được bảo vệ chặt chẽ, tại vì nó liên quan tới bom nguyên tử mà đúng không, nó đâu phải là chiếc máy bay bình thường, nó là máy bay chở bom nguyên tử ấy. Vậy mà gì, chưa kể nữa, hai chiếc máy bay này nó nằm ở cái căn cứ không quân của Nga là cách biên giới Ukraine tới 200-300 cây số luôn. Tức là để mà máy bay của Ukraine, máy bay điều khiển mà tức là máy bay điều khiển của Ukraine đã xâm nhập 200-300 cây số sâu vô lãnh thổ của Nga mà tụi Nga nó không hề hay biết, cũng không đánh chặn được. Và thậm chí là nó coi như nó lao vào hai chiếc máy bay này của Nga ở dưới sân bay quân sự đó mà tụi Nga nó cũng không hề có đánh chặn được. Ủa vậy giờ trong suốt cái quãng đường mà từ lãnh thổ Ukraine cho tới, từ biên giới Ukraine cho tới cái sân bay này là diện tích, cái chiều dài nó cỡ 200-300 cây số. Ủa vậy nguyên cái hệ thống cảnh báo sớm, nguyên cái hệ thống phòng không, hay các lực lượng nào bảo vệ cái sân bay đó nó đi ngủ hết. Mọi người thấy cái vấn đề ở đây không? Đấy không? Thấy vấn đề không? Ở chuyện cái sân bay, sân bay mà sân bay quân sự nó là chứa máy bay chiến lược Tu-22, tức là khu vực trọng yếu của Nga, tức là phải được bảo vệ rất là kỹ luôn, thấy không? Hệ thống phòng không là phải dày đặc hết. Ấy vậy mà nó bị hai chiếc máy bay điều khiển không người lái trị giá vài trăm ngàn đô thôi lao vô nó làm banh hai chiếc máy bay mà nó không hề phát hiện được, cũng không đánh chặn được. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ về cái chất lượng vũ khí Nga kìa. Chất lượng vũ khí Nga là không đảm bảo rồi đó. Thì chúng ta lại có quyền nghi ngờ thêm cái giả thuyết khác. Một là vũ khí Nga nó cũng có thể có chất lượng đó. Vấn đề là gì? Nó bị ăn chặn. Tại vì mọi người không biết cái sự mà ăn hối lộ của Nga với các phe đảng của anh Putin nó lớn như thế nào vậy, thấy không? Đại khái là nó bề ngoài thì là những cái hệ thống phòng không S-300, S-400, S-500 rồi đó. Nhưng cái ruột của nó là nó ăn chặn nhiên liệu nè, ăn chặn mấy cái hệ thống điện tử nè, ăn chặn mấy cái cảm biến rồi nè. Nó không thiếu gì thứ để ăn chặn. Ăn chặn tiền huấn luyện binh lính nè. Trời ơi, nó ăn chặn, nó ăn giết mà coi như là đụng chuyện là coi như khỏi xài luôn. Thấy không? Xong cái đó cũng chưa nữa đó. Hoặc là xem cái giả thiết nữa là gì, mấy lính Nga bữa nay nó bận là đi tập vợt để mà ăn mừng, hoặc là đi chúc Tết, chúc mừng sinh nhật anh Putin, thành ra nó không có trực. Mà thấy không, thành ra nó nói tới tụi Nga là nó có nhiều chuyện mắc cười để mà nói lắm. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta sẽ còn nhiều chuyện mắc cười để mà nói nè, tại vì bữa nay mới là ngày thứ 226 cuộc chiến bên Ukraine thôi. Thôi video đó dài, xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.